Dịch vụ cứu hộ Sài Gòn hotline 0853 116 116 xin kính chào quý khách. Tự hào là đơn vị uy tín, chúng tôi chuyên cứu hộ xe hư, xe tai nạn, vận chuyển xe mới, xe cũ, xe hỏng, xe tai nạn, xe gặp sự cố khi tham gia giao thông. Cứu hộ Sài Gòn có mặt khắp các quận, huyện trong nội thành Sài Gòn. Với các xe chuyên dụng đời mới, phong cách phục vụ chuyên nghiệp tận tâm, chúng tôi phục vụ quý khách 24/24. Cần là có, gọi là tới, cam kết mang đến cho quý khách những dịch vụ tốt nhất, chi phí cạnh tranh nhất, chắc chắn làm hài lòng. Lên màu khác luôn, màu xanh là lên màu vàng luôn. Má cái này là không có cái nào á, ra chỉ có khò nó ra thôi. Này nè. Dịch vụ cứu hộ Sài Gòn hotline 0853 116 116 xin kính chào quý khách. Tự hào là đơn vị uy tín, chúng tôi chuyên cứu hộ xe hư, xe tai nạn, vận chuyển xe mới, xe cũ, xe hỏng, xe tai nạn, xe gặp sự cố khi tham gia giao thông. Cứu hộ Sài Gòn có mặt khắp các quận, huyện trong nội thành Sài Gòn. Với các xe chuyên dụng đời mới, phong cách phục vụ chuyên nghiệp tận tâm, chúng tôi phục vụ quý khách 24/24. Cần là có, gọi là tới, cam kết mang đến cho quý khách những dịch vụ tốt nhất, chi phí cạnh tranh nhất, chắc chắn làm hài lòng.